Đấy, nó lết này. Dây hai á là nó đã nằm xuống rồi chứ không phải chờ đến dây một nó nằm xuống. Còn dây một á em chỉ nhích chút xíu thôi, em siết một cái là nó vô rồi, hiểu không? Và nó không bao giờ nó hở dây một hết, không bao giờ hở, nhớ vậy. Chậm 50% nè. Chưa tới thôi, đẩy một chút xíu nữa là đã tới rồi. Đúng rồi, em cần khử noi ở dây số 4 bằng tay phải. Để ý đó à, để đánh nhanh nó mới không bị ồn. Lần nữa. Rồi, mỗi lần em chỉnh một chút xíu về em cũng làm lại cũng vậy chậm và leo dần lên cái cộng một lên ha. Như một lần là ba câu chứ không phải là một câu, nhảy nó nhanh hơn. Đúng rồi, nhưng mà cái ngón số 3 kia em mang á, em đừng có bung ra. Nhìn lại lần nữa nè, không được bung cái ngón số 3 ra, nó không bao giờ bung hết, không bao giờ rời khỏi dây khi mà em đánh xong. Ba
một chút nha, cái câu đó nó khó. Rồi, nhà cái bài ôn tập số 72B á, là bài đó 3 câu. Nhưng mà em xử lý câu số 3 này xong đi, cho nó đều đều, nó hiểu hiểu trước thì nó leo lên được khoảng tầm 70% của riêng câu số 3 này không á. Thì ráp 3 câu lại cứ 50, 51, 52 lên khoảng 75, 80% là được ha.